Quang có cái tên dễ thương, tiệm ăn bà ngoại Sài Gòn với món lẩu chả cá thác lát khổ qua bào sợi. Xin chào mọi người, Lăng đang cùng Héo nuôi nha. Quán nằm ở số 486 đường 3 tháng 2 ngay dưới chân cầu Vượt. Không gian quán tuy nhỏ nhưng mà sạch sẽ thoáng mát. Trang trí cũng theo phong cách đơn giản dễ thương bằng cách gợi nhớ các câu nói của bà ngoại. Đi giữa trưa nên mình gọi trà xả tắc uống cho giải nhiệt. 85k trà uống cũng được lắm. Đây là phần lẩu chả cá thác lát khổ qua nhỏ có giá là 160.000. Phần cá sau khi ướp gia vị được dào một lớp trên dĩa. Nước sôi thì mình sẽ nạo cho phần cá vào. Nhìn cái lớp cá khá là mỏng nhưng mà nạo ra cũng được nhiều. Trong thời gian đợi lẩu mình ăn thêm một phần bò chảo cuốn bánh tráng chấm mắm nêm. Đây là bò xào thôi nhưng mà ăn theo kiểu này thấy ngon ghê. Bò ướp gia vị cũng vừa và phần mắm nêm cũng ngon. Ra ở đây cũng có nhiều món khác dân dã đơn giản mà nghe tên cũng hay hay. Hai người nên không thử được nhiều, lần sau sẽ thử thêm. Phần lẩu sau khi sôi cá nở ra nhìn rất là đầy đặn. Kèm thì có một dĩa miếng. Mình thích nhất ở đây là phần khổ qua được bào sợi mỏng cho nên khi ăn cảm thấy phần khổ qua rất là giòn mà độ đắng lại được giảm đi rất nhiều. Ngoài ra trong lẩu còn có mấy viên khổ qua rừng nhồi thịt mà level của mình thì thấy nó đắng siêu cấp. Đây chả cá quết dai, ướp gia vị vừa, nước dùng cũng ngọt thanh. Hôm nay chưa biết ăn gì thì mọi người tham khảo nha.